Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chữa một vài dạng đề trong bài thi viết A2. Các bạn nhìn nhé, ví dụ đây là một cái đề bài họ đưa ra Vacant Ukraine Quebec and Right Grant. Đó là một loại báo mà trong cái khu dân cư bạn sống ấy, trong khu phố bạn sống. It ran out the grid mark it for days grand scribe. Có nghĩa tất cả mọi người trong cái khu đó đều có thể viết vào một cái mảnh đó. Scribe over a weekend. Scribe minimal 3 scene and up. Denk aan. Wat doet u graag in het weekend? Met wie doet u dat? Wat doet u dat? Schrijf in hele zinnen. Có nghĩa là đề bài thì không khó, nhưng làm sao để mình phải viết được ít nhất là khoảng 3 câu này. Ít nhất là 3 câu và nó phải đủ ý, đúng ý và đừng cụt lủn quá nhé. Thì trong cái thời gian thi mình không có nhiều thời gian đâu, nên là khi bạn đọc bài xong, bạn hiểu xong là bạn hãy bắt tay vào viết luôn. Thì có rất nhiều cách để viết, nhưng bạn có thể dựa vào cái thông tin mà họ đưa ra này. What did you cry in a weekend? Met wie doet u dat? Waar doet u dat? Và ba cái thông tin cơ bản, và ít nhất mình cũng, nếu mà mình chỉ có trả lời ba cái câu này thôi là mình cũng đã được ba câu hoàn chỉnh trong cái đoạn, có nghĩa là họ cho là minimal, là mình cũng đã ít nhất là minimal rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào viết luôn. Thì bởi vì họ hỏi là mình làm gì vào cuối tuần, what do you cry in the weekend, thì bạn có thể chuyển câu đầu tiên. This is my text over my weekend. Câu đầu tiên là nói về thời gian luôn. In my weekend. Ví dụ như mình cứ chọn một cái tình huống của mình đi nhá, xong các bạn có thể dựa vào đó, chúng ta hãy nói về cái cuộc sống thực tế của mình, thì khi vào bài thi mình sẽ nhớ hơn. Có nghĩa là bạn đừng copy cái bài của mình, mà bạn chỉ dựa vào đó, bạn tham khảo để bạn nói về cuộc sống của riêng bạn. Thì bạn trong bài thi cuộc sống của bạn như nào, bạn cứ viết ra như thế thì bạn sẽ nhớ được. Tại vì trong bài thi là mình hay bị run mà, mình không thể nhớ được những cái của người khác đâu. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm thôi. In het weekend ga ik naar het bos. Ít nhất là một câu rồi nhé. Họ hỏi như thế nào thì what do you cry in the weekend? In the weekend ga ik graag naar het bos. Thích đi vào rừng này. Tiếp tục. Và bạn làm cái việc đó với ai? Thì mình sẽ trả lời theo cái thông tin đó. Ik doe het met mijn gezin. Là tôi làm việc đó với gia đình của mình. Ví dụ thế. Kinderen, mình có thể làm cho nó Kinderen. Là ý là mình nói về gia đình mình, thì gia đình là có hai đứa trẻ. Ik heb twee kinderen. Ik vind het belangrijk. On the kinderen. Kinderen. De natuur te laten ontdekken. Có nghĩa là đầu tiên là họ hỏi. Câu đầu tiên mình trả lời, dưới nhất câu thứ hai mình cũng trả lời rồi. Thì mình có thể cho thêm một vài câu đơn giản, có nghĩa là làm sao cho nó logic với nhau ấy, để cho bạn được điểm tốt hơn. Mà nếu mà họ hỏi ba câu mình trả lời ba câu cụt thì nó cũng không, nói chung là nó cũng không hay lắm, mà nó cũng làm cho cái câu văn của mình, cái đoạn văn của mình nó quá ngắn ấy, nó quá mình hiểu là cụt ấy. Thì họ hỏi mình trả lời, nhưng mình sẽ cho thêm một vài thông tin. Tất nhiên là khi mà bạn viết ấy, thì bạn nên cố gắng đừng viết dài dòng quá. Nếu bạn biết đến đâu thì bạn làm đến đó nhé, đừng làm cho nó dài quá mà đâm ra nó lại bị sai thì bạn mất điểm oan. Thì mình có viết ở đây là mình đi vào rừng đúng không, rồi là mình làm việc đó với gia đình này, mình bởi vì mình có hai đứa trẻ này đúng không, ik heb twee kinderen,
là có hai đứa trẻ, và mình cảm thấy cái việc đó là cực quan trọng để cho trẻ em nó khám phá cái thế giới thiên nhiên á. The natural lesson on taking. Tiếp tục. Về khán thì bạn, người ta lại hỏi là bạn làm việc đó ở đâu đúng không? Ví dụ như mình thì mình đi cái ở cái chỗ rừng nó mọc ở gần gần nơi mình sống thôi. Ví dụ như nhà mình đi đến cái vào cái bìa rừng khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi. Về khán post. Về khán post. This by my house là gần nhà mình thì có một cái bìa rừng, có khu rừng như thế thì mình cũng biết ở đây là trong cuộc sống của mình thôi. Where can I have bush this by my house? Tiếp tục. Thì bây giờ nếu mà đúng ra ấy, là hết mất rồi đúng không? Là họ hỏi làm ở đâu thì mình làm ở đó rồi. Nhưng bây giờ mình muốn làm sao cho nó thành một cái đoạn văn mà nó, tất nhiên nó không cần quá dài dòng nhưng mà nó đủ ý, đúng ý và làm cho người chấm người ta có cảm tình với mình hơn. Ví dụ như thường là môn nói và môn viết ấy, là người thật chấm cho hỏi máy tính chấm nhé. Ví dụ môn đọc và môn nghe thì máy tính họ chấm. Còn đâu đây là người đọc, người ta, một người bình thường người ta sẽ đọc cái bài của mình và người ta chấm. Thường thì bài viết họ chấm rất là rộng tay nên các bạn yên tâm là rất ít khi bạn trượt môn viết. Chúng ta đi tiếp nhé. We can have bush dig by my house. Thì mình có thể nói thêm là my children finden have practice. Bọn trẻ con nhà mình nó rất thích. Ví dụ vào đấy là nó có nhìn con chim, rồi con sâu, rồi cái gì ấy, rồi cây hoa lá là nó thích lắm. Thì mình cũng nói thật vào đây là my kingdom vinden have prachtig of the genieten. Geniet ik ook. Đó, rồi là sau cái đó bạn có thể viết thêm là ví dụ như là bạn làm cái việc đó bao nhiêu lần một ngày này, rồi là ví dụ như là tuần nào bạn cũng đi này, rồi là có thể là đi cả thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, hay là chỉ một lần thôi, tùy bạn. Còn đâu mình thì mình sẽ dừng ở đây. Mình chỉ muốn hướng dẫn làm sao để cho các bạn trả lời và bạn viết một cách gọn, bởi vì trong thời gian họ đưa ra ấy, mình không có nhiều thời gian đâu, bạn cố gắng nhé, vào một phát đọc đề một phát là viết luôn, bắt tay vào viết luôn và viết, cố gắng đừng sai lỗi chính tả, viết câu ngắn gọn thôi, đừng viết câu dài dòng quá sẽ mất điểm. Thì tất nhiên là mỗi người có một cách viết khác nhau, thì đây là một cái cách gợi ý của mình thôi, là bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn làm bài tốt nhé.